Good morning, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Jason, giúp các bạn một ngày mới tốt lành. Video ngày hôm nay Jason sẽ chia sẻ với các bạn một cái camera hack, nói chính xác hơn là một cái lens hack. Và cái hiệu ứng này nó sẽ giúp cho các video của các bạn, những cái tấm ảnh của các bạn sẽ có một cái làn da nó mịn màng hơn. Và nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng làm cho cái phần highlight của chúng ta nó glowing một chút xíu. Sử dụng cái lens hack này các bạn có thể áp dụng vào trong cả video và cả photo nữa. Thì cái tên của cái camera hack này Jason gọi nó là Fake Promise Filter. Trước tiên Jason muốn chia sẻ với các bạn, dành cho những bạn nào chưa biết thì Promise Filter là một cái dạng filter đặc biệt gắn lên trên cái lens của các bạn và nó tạo ra một cái hiệu ứng. Nó diffuse những cái phần ánh sáng, những cái phần highlight và nó làm mịn đi những cái phần shadow nó bị quá gắt ở trên gương mặt hay là cả cái khung hình của các bạn. Những bạn nào là filmmaker mà các bạn chuyên quay MV ca nhạc hay là quay những cái bộ phim hay là những cái video beauty, quảng cáo sản phẩm về beauty, makeup đồ này nọ thì các bạn cũng đã biết về cái filter này rồi. Promise Filter là một cái dạng filter đặc biệt. Nó thường rất là mắc tiền và nó có những cái level khác nhau, làm mịn đi cái phần da của người model hoặc là mịn đi những cái phần highlight, những cái phần sáng. Thì Jason chỉ có thể giải thích ngắn gọn như vậy cho những bạn nào chưa biết về Promise Filter thôi. Nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì hãy vào website, vào Google gõ ra Black Promise Filter và tìm hiểu nhiều thông tin hơn về nó nhé. Còn trong video ngày hôm nay Jason sẽ chia sẻ với các bạn một cái tip, một cái trick để mà các bạn có thể tự tạo ra cho mình một cái Promise Filter nhưng mà không cần phải tốn quá nhiều tiền để mà mua một cái Promise Filter thật sự nhé. Không biết là các bạn còn nhớ ở trong những cái video mà Jason chia sẻ với các bạn là cái cách chụp ảnh đẹp hơn hay là quay video đẹp hơn với chiếc smartphone của các bạn hay không? Nếu như mà các bạn chưa xem những cái video đó thì link ở ngay đây. Ở trong những cái video đó Jason có chia sẻ với các bạn một cái tip, đó là trước khi mà các bạn bắt đầu quay hay là chụp ảnh với lại cái iPhone của các bạn á thì hãy kiểm tra, lau cho sạch cái camera của chúng ta, bởi vì chúng ta không muốn là cái dấu vân tay của mình này ịnh lên cái camera, nó tạo ra một cái hiệu ứng mờ mờ ảo ảo. Và trong cái camera hack này Jason sẽ tận dụng cái bất lợi đó và biến nó thành cái có lợi để mà tạo ra một cái hiệu ứng nó làm mịn cái làn da ở trong cái khuôn ảnh của các bạn hơn. Ok, để bắt đầu tạo ra một cái fake Promise Filter thì tất nhiên chúng ta sẽ cần một cái filter, nhưng các bạn có thể sử dụng bất cứ một cái filter nào mà các bạn đang có. Ở đây thì Jason đang có một cái UV filter. UV filter chỉ là một cái filter rất là bình thường, nó trong suốt, nó có tác dụng là bảo vệ cái lens, cái mặt kính của cái lens của các bạn thôi, cho nên nó rất là rẻ và các bạn có thể mua một cái UV filter như thế này, có cái size phù hợp với lại cái lens của các bạn ở tất cả mọi nơi. Ở những cái cửa hàng họ bán nó rất là rẻ nhé. Các bạn chỉ cần đi ra ngoài đó nói với người ta là mình muốn mua một cái UV filter. Cái giá của nó dao động, ở bên Việt Nam thì Jason không biết như thế nào, nhưng mà ở bên Mỹ này thì cái giá nó rất là rẻ, mười mấy đô cũng có, hai mấy đô cũng có nữa. Và chúng ta sẽ sử dụng một cái hairspray, một cái chai keo xịt tóc như thế này. Chai keo xịt tóc như thế này để mà xịt lên trên đây. Sau khi mà các bạn xịt cái chai keo xịt tóc này lên trên cái filter của các bạn và các bạn để nó ra xa, các bạn sẽ thấy nó mờ. Khi mà các bạn để nó lại gần á thì các bạn sẽ thấy nó glowing, nó làm nhòe những cái vùng highlight và nó làm mịn ra những cái vùng shadow có cái bóng nó quá gắt. Và tại sao mà Jason nói là cái camera hack này sẽ làm cho cái làn da người model ở trong cái khung hình nó sẽ mịn ra, là bởi vì với những cái ánh sáng chiếu vào như thế này, cái làn da không có được đẹp á thì họ sẽ có những cái phần lỗ chân lông nó quá to, ánh sáng nó chiếu vào và những cái phần lồi lõm đó ở trên gương mặt, ở trên làn da nó sẽ tạo ra những cái bóng và camera nó sẽ pick up được những cái bóng đó, làm cho cái làn da nó không có được mịn. Promise Filter sẽ làm nhòe ra những cái phần không được mịn đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần chuẩn bị. Việc đầu tiên các bạn cần làm tất nhiên là clean up, hãy thổi bụi, lau cho sạch cái filter. Việc tiếp theo các bạn sẽ làm đó là hãy đặt cái filter này ở một cái vị trí nào đó và đứng cách xa nó ra khoảng từ 1m đến 2m. Các bạn sẽ không muốn xịt trực tiếp vào trong nó, như vậy là sai, nó sẽ làm cho cái filter của bạn dính đầy keo trên đó luôn và khi mà các bạn gắn lên trên cái lens các bạn sẽ không thấy gì hết. Và khi mà các bạn xịt, hãy xịt một cái ngang qua một đường như thế này để cho những cái hạt keo ở trong không khí nó rơi từ trên cao và nó bám nhẹ vào trong cái filter. Chờ khoảng 3 đến 5 phút để cho cái keo ở trên cái filter nó khô đi. Và sau khi xịt một lần các bạn hãy kiểm tra, đặt nó lên thử cái lens và các bạn kiểm tra xem cái hiệu ứng mà nó đã tạo ra đã đủ mạnh cho các bạn chưa. Nếu như mà chưa đủ và các bạn muốn là cho nó mịn nhiều hơn nữa thì các bạn có thể lấy cái filter ra và xịt thêm một nước nữa. Có nghĩa là các bạn càng bỏ nhiều cái lớp keo lên trên đây thì cái filter của các bạn nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng mờ nhiều hơn. Và ngay bây giờ Jason sẽ chia sẻ với các bạn một số ví dụ không có filter và có filter nhé. Thật
ra là cái hiệu ứng filter này nó cũng giống như là cái hiệu ứng mà Jason đã chia sẻ với các bạn ở trong những cái tutorial, ví dụ như là Dreamy Photo Look hay là Dreamy Video Look. Nếu như mà các bạn chưa xem những cái video đó thì hãy bấm vào cái đường link ở trên đây. Thì ở trong những cái video đó, Jason chia sẻ với các bạn cái cách để làm cho cái video của chúng ta nó glowing, nó có một cái hiệu ứng dreamy. Nhưng chúng ta làm cái điều đó ở trong cái ứng dụng edit của chúng ta, Premiere Pro hay là Photoshop. Còn đây là chúng ta tạo ra cái hiệu ứng này ngay ở trên cái filter luôn. Ngay khi mà các bạn bấm cái camera, các bạn quay là nó đã có cái hiệu ứng sẵn ở trong đó rồi. Đối với bản thân của Jason trải nghiệm thì Pro Mist Filter nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng nó tự nhiên hơn, nó làm cho cái làn da của chúng ta mịn hơn là chúng ta làm nó ở trong post production, có nghĩa là khi edit. Nếu như mà các bạn định hỏi Jason là Jason có recommend cái camera hack này so với lại cái Real Pro Mist Filter hay không, thì phải chia sẻ với các bạn thật lòng một điều, đó là đây là một cái camera hack, nó chỉ giả chiến thôi. Ví dụ như là trong những cái trường hợp mà các bạn on set, các bạn đến cái chỗ quay mà các bạn quên mất không có đem theo cái Pro Mist Filter thật sự của mình, thì các bạn có thể sử dụng bất cứ một cái filter nào, ví dụ như là UV filter, hãy chạy đến cái anh makeup hay là chị makeup đó, mượn cái chai keo xịt tóc xịt lên trên cái filter của chúng ta và tạo ra cái hiệu ứng này ngay ở trên phim trường luôn. Và tất nhiên một cái Pro Mist Filter thực sự nó sẽ cho ra một cái hiệu ứng đặc biệt hơn, đó là lý do mà các hãng người ta bán nó rất là mắc tiền. Ở trong cái filter đó, ở trong cái lớp kính đó, nó có những cái cấu tạo đặc biệt để mà tạo ra cái hiệu ứng và không ảnh hưởng về cái độ màu sắc hay là cái độ nét của cái video. Cái độ sharpness của nó sẽ giảm đi, nhưng cái độ nét của cái video hay là cái độ nét của tấm hình sẽ không bị giảm. Có lẽ khó là hợp lý đối với những bạn nào lần đầu tiên nghe tới cái chuyện này, nhưng thật sự là như vậy. Và để tạo nên một cái khung hình nét không đơn giản là cái lens của các bạn phải thật là sharp, hay là cái độ phân giải của cái khung hình nó phải thật là nhiều. Ngoài ra các bạn có thể sáng tạo thêm với lại cái hiệu ứng filter này bằng cách sử dụng một cái miếng giấy để mà che bớt lại những cái phần nào mà các bạn không muốn cái keo xịt tóc nó ăn vào trong cái filter của chúng ta. Chúng ta có thể che cái phần ở dưới để mà xịt cái phần gốc ở trên để tạo ra một cái khung hình nó chỉ mờ ở những cái góc, những cái corner, hoặc là ở trên với ở dưới của cái khung hình thôi, ở giữa nó vẫn sharp, vẫn nét bình thường. Nói chung là các bạn cứ thoải mái sáng tạo để tạo ra những cái hiệu ứng đặc biệt cho cái khung hình của các bạn nó khác biệt hơn và nó độc đáo hơn. Bởi vì cái keo xịt tóc này, khi mà các bạn xịt lên tóc và mỗi lần các bạn đi tắm á, là cái keo nó tự động trôi đi, có nghĩa là sau khi mà hoàn thành cái project của các bạn có thể sử dụng nước bình thường để mà rửa đi cái lớp keo nằm ở trên cái filter nhé. Ví dụ như mà nó hư á thì cũng không sao hết, nó quá rẻ tiền mà. Thường xuyên thấy người ta sử dụng camera hay là những cái filter khi mà người ta chụp ở ngoài mưa và cái nước chảy lên cái filter, Jason nghĩ là không có một cái vấn đề gì xảy ra hết, nó sẽ không rửa trôi đi những cái lớp coating ở trên cái filter đâu. Các bạn có thể sử dụng cái camera hack này vào trong những cái project của các bạn, những cái video, những cái tấm ảnh của các bạn để tạo nên một cái hiệu ứng softened skin. Nó sẽ làm cho cái phần da của người chủ thể, cái người model ở trong khung hình nó sẽ mịn đi một chút xíu nè. Trong những cái khung hình của các bạn, nếu như mà có những cái bokeh hay là những cái practical light thì cái filter này nó sẽ làm cho những cái phần highlight đó, những cái phần ánh sáng đèn đó nó mờ, nó nhòe ra, và các bạn có thể nhìn thấy được cái điều này ở trong những cái bộ phim. Ở trong phim making, người ta sẽ không muốn là cái khung hình của họ bị quá nét đâu. Những cái bộ phim hồi xưa người ta quay khi mà công nghệ chưa có được phát triển như hiện tại bây giờ á, tạo ra những cái khung cảnh nó khi mà các bạn nhìn vào khung hình đó, nó sẽ cho các bạn một cái cảm giác giống như là đang xem một cái bộ phim rất là phim. Jason đang nói gì vậy trời? Có nhiều thứ không thể nào giải thích hết với các bạn được bằng lời. Hy vọng là các bạn cảm nhận được cái tấm lòng của Jason muốn giải thích với các bạn những cái điều đó. Jason nghĩ là các bạn chỉ nên sử dụng cái hiệu ứng này để mà sáng tạo thêm, hay là trong những cái trường hợp bất khả kháng mà các bạn không có một cái Pro Mist Filter. Alright, video ngày hôm nay chỉ có như vậy thôi. Jason hy vọng là cái camera hack này, cái lens hack này, Fake Pro Mist Filter sẽ giúp cho các bạn có thêm một cái tip để bỏ túi trong những cái lúc mà các bạn muốn sáng tạo với lại cái khung hình của chúng ta ở trong những cái video cinematic mà các bạn sẽ quay. Hãy áp dụng nó vào trong những cái music video của các bạn nè, những cái beauty shot nè, những cái makeup tutorial nè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy hay, ấn like bên dưới, đừng quên subscribe hay là đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Jason nhé. Và Jason sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Peace. Testing 1, 2, 3, testing 1, 2, 3. Jason đang test thử cái microphone mới từ công ty Cầu Mica. Họ mới vừa gửi cho Jason, chưa release. Họ muốn Jason trải nghiệm và để xem cái microphone này, cái chất lượng của nó như thế nào. Chờ cái video review của Jason nha.